Xin chào các bạn, mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn về công việc hiện giờ của mình. Thì như các bạn biết là mình hiện giờ ở Nhật và đang là tư vấn tuyển dụng. Hôm nay mình sẽ làm một video clip chia sẻ cụ thể hơn là công việc của mình nó gồm có những cái gì và yêu cầu những kỹ năng gì, không có kinh nghiệm có làm được hay không và tìm kiếm cái thể loại công việc này như thế nào. Đầu tiên là hiện giờ vì mình ở Nhật nên cái thị trường tuyển dụng nó khá là mạnh và nó khá là phát triển hơn so với ở Việt Nam. Bởi vì ở Nhật là cái thị trường thiếu người lao động, thiếu người ứng cử viên, vì vậy nên những người làm tuyển dụng như mình mới gọi là có đất sống, mới có công việc mà làm. Chứ ở Việt Nam thì người lao động khá là nhiều nên người ta thường là tự nộp vào công ty hoặc là nộp trực tiếp lên các trang gọi là các trang tuyển dụng, chứ không cần một người mà phải gọi điện nói chuyện tư vấn cho họ. Nhưng ở Nhật thì cái trường hợp nó hoàn toàn khác, tức là rất là ít người có khả năng làm việc tốt, hay là gọi là người lao động nói chung thôi là đã rất là ít rồi. Vì vậy nên các công ty phải cạnh tranh với nhau, vậy nên họ sẽ trả tiền cho công ty tuyển dụng để có những người tư vấn tuyển dụng như tụi mình để nói chuyện với lại ứng cử viên và thuyết phục người ứng cử viên nộp cho công ty của họ, kiểu như vậy. Thì một cái chu trình tuyển dụng nó như thế này: tụi mình sẽ liên hệ với khách hàng bằng email, bằng điện thoại, bằng thư, gọi là thư thư giấy chirashi, rồi nhiều cái cách marketing để liên hệ với khách hàng. Sau đó thì mình hỏi họ là có những cái nhu cầu tuyển dụng như thế nào. Thì nếu như mà họ có nhu cầu tuyển dụng ví dụ như là toàn thời gian, bán thời gian, tuyển dụng ngắn hạn, tuyển dụng theo dự án 1 năm, nửa năm, 2 năm thì hết dự án thì không cần nữa, thì mình tùy vào cái nhu cầu của họ mình sẽ sàng lọc ra cái người ứng cử viên phù hợp với lại cái nhu cầu đó. Thì khi mà mình có được cái yêu cầu tuyển dụng rồi thì mình bắt đầu đi tìm ứng cử viên. Mình có rất là nhiều cái phương pháp, mình lên LinkedIn, mình tìm những cái profile trên đó, hay là mình lên một số các trang tuyển dụng để lôi profile về, hay là mình sẽ liên hệ trực tiếp gọi điện cho các ứng cử viên. Sau đó thì mình chia sẻ với họ là mình có những công việc như thế này, xong rồi mình sàng lọc CV của họ xem họ có phù hợp với công việc hay không, hay là họ có hứng thú đi làm cho những cái thể loại công ty mà mình đang đang là khách hàng của mình hay không, kiểu như vậy đó. Thì khi mà bạn tìm được CV rồi, bạn giúp họ hoàn thiện CV hơn, rồi bạn đưa cho họ một số cái lời khuyên phỏng vấn chẳng hạn, và sau đó bạn đưa cái CV đó cho khách hàng. Khi mà khách hàng họ ok với cái CV mà họ muốn phỏng vấn, thì nếu như mà sau hết các đợt phỏng vấn ứng cử viên của bạn đậu á, thì công ty đó họ sẽ trả cho công ty của bạn, công ty tư vấn tuyển dụng của bạn một cái khoản phí nhất định cho cái việc mà giới thiệu cái người ứng cử viên này cho công ty đó. Thì cái công ty của mình sẽ trả cho mình một cái gọi là tiền hoa hồng dựa trên cái hiệu quả làm việc của mình, tức là gửi được bao nhiêu người, đưa được bao nhiêu ứng cử viên phù hợp với nhu cầu của khách hàng, làm việc với khách hàng. Thì nó chung chung như vậy thôi, tùy vào ngành, tùy vào cái hợp đồng mà nó sẽ khác nữa. Ví dụ như hiện giờ mình đang làm về hợp đồng dựa trên dự án, dựa trên hợp đồng ngắn hạn, thì sau đó mặc dù là candidate hoặc mặc dù là ứng cử viên họ đã đi làm rồi, nhưng mà họ không có thuộc về khách hàng, họ vẫn thuộc về công ty tuyển dụng. Mình vẫn sẽ tiếp tục là follow up với họ, rồi coi có họ cần gì, rồi cuộc sống công việc như thế nào. Kiểu nó mình phải gọi là trong trong cái công ty mình nó gọi là after care, tức là mình cũng phải chăm sóc người ta sau khi mà người ta đã đi làm rồi, kiểu như vậy. Thì nó cực kỳ gọi là personalized, tùy vào mỗi người, cái ngành, cái ngách công việc nó sẽ khác đi một tí xíu. Đó, thì mỗi công ty họ sẽ chia theo, thường á là chia theo lĩnh vực công nghiệp, lĩnh vực công việc. Ví dụ như là sẽ có những mảng là IT, có những mảng làm sales marketing, có những mảng làm về y tế, có những mảng làm về ngành công nghiệp nặng, rồi nhiều mảng khác nhau như vậy. Thì mỗi mảng sẽ có những người tư vấn viên để tư vấn cho các khách hàng ở cái mảng đó và tìm những ứng cử viên cho cái mảng đó. Thì hiện giờ mình đang làm về mảng IT. Rồi, tiếp theo là mình muốn chia sẻ với các bạn là không có kinh nghiệm có làm được không? Rất là nhiều bạn hỏi mình câu hỏi này. Thì ở Nhật hiện giờ có khá là nhiều công ty, và công ty của mình Haze là một trong những công ty tuyển gọi là những bạn mới ra trường, tức là không cần kinh nghiệm. Nhưng mà không phải là không cần kinh nghiệm mới ra trường thì cứ đi phỏng vấn là chắc chắn sẽ đậu, thì nó cũng không đúng.
Bởi vì mỗi công ty tuyển dụng á, họ cũng có nhiều cái tiêu chí đánh giá rất là gắt gao, và đặc biệt là đánh giá kỹ năng mềm rồi tính cách có phù hợp với ngành hay không. Nói chung là mình quan hơn nên mình mới đậu phỏng vấn thôi, chứ thường á là trong công ty tuyển dụng không có những người tính cách mềm mỏng kiểu như mình, mà thường ai cũng rất là mạnh mẽ, rất là gồng mình kiểu như vậy. Thì nhưng mà tụi chung lại là không có kinh nghiệm vẫn xin làm được cái mảng công việc này. Và về kỹ năng cần cho công việc á, thì nếu mà nói về kỹ năng cứng thì các bạn cần những cái nghiệp vụ văn phòng, ví dụ như là viết mail làm sao cho nó chuyên nghiệp, cần đọc hiểu Excel, một số cái formula căn bản của Excel, bởi vì mỗi tháng hay là mỗi tuần tùy công ty các bạn sẽ có những cái danh sách, những cái chỉ tiêu mà mình cần phải đạt được, ví dụ như là gọi cho bao nhiêu người, rồi nói chuyện gặp gỡ bao nhiêu khách hàng, rồi gửi ra bao nhiêu CV, có được bao nhiêu cuộc phỏng vấn. Thì đó là những cái thông tin, những cái chỉ tiêu mà bạn cần đạt, thì nó sẽ nằm trong một cái Excel file, thì bạn cần phải hiểu cái đó. Rồi bạn cần hiểu về Word, về về PowerPoint, bởi vì đôi khi bạn phải tư vấn người ta viết CV sao cho tốt. Rồi đôi khi bạn phải làm những bài thuyết trình cho khách hàng, làm những bài thuyết trình cho quản lý của bạn kiểu như vậy. Rồi bên cạnh đó mình thấy về mặt kỹ năng cứng á, thì nếu mà bạn có kỹ năng mà gọi là phân tích thống kê á, thì nó sẽ rất là giúp bạn tối ưu hóa công việc, thì sẽ cho bạn một cái nhìn rõ hơn là bạn cần phải gọi điện thêm cho bao nhiêu người nữa, hoặc là gửi ra bao nhiêu cái CV nữa để có thể đạt được bao nhiêu đó phỏng vấn, và tăng khả năng đậu offer của bạn, của ứng cử viên của bạn cao hơn kiểu như vậy. Thì nó sẽ giúp bạn tối ưu hóa công việc. Về mặt kỹ năng mềm á, thì mình thấy quan trọng nhất là kỹ năng chịu được áp lực. Cái công việc này áp lực rất rất là cao. Các bạn cứ suy nghĩ đơn giản là làm tuyển dụng là mình chỉ giúp ứng cử viên tìm được công việc, rồi tìm giúp client tìm được người cần cho cái nhiệm vụ, cái nhu cầu của họ, thì mình nghĩ rằng đây là công việc giúp đỡ mọi người. Đó là cái suy nghĩ của mình khi mình vừa bước vào cái lĩnh vực này. Mình nghĩ là trời, công việc của mình rất là cao cả, giúp đỡ người. Nhưng thật ra trong mỗi công ty tuyển dụng á, thì họ chỉ quan tâm đến là bạn lấy được bao nhiêu cái phí từ khách hàng. Thành ra nó vẫn mang tính chất là nó vẫn rất là tiền bạc. Trong một công ty tuyển dụng thì họ khá là chạy theo KPI. Công ty tuyển dụng rất là nặng KPI. Thì KPI nó là một cái chỉ số để đo lường, để đánh giá cái hiệu quả làm việc của bạn. Thì thật ra ngành nào nó cũng sẽ có KPI hết. Ví dụ như nếu như mà bạn làm giáo viên chẳng hạn, thì nó sẽ có là một tháng bạn phải đi dạy bao nhiêu tiết, hoặc là đi giờ bao nhiêu tiết, hoặc là tổng số học sinh của bạn bao nhiêu phần trăm phải được lên lớp kiểu như vậy. Rồi ví dụ như nếu như mà bạn làm bán hàng, bạn bán mỹ phẩm đi, thì một tháng bạn phải bán được bao nhiêu cây son, phải tư vấn được bao nhiêu khách hàng. Thì đó là những cái gọi là KPI, những cái chỉ số mà các bạn cần đạt được trong công việc của mình, để người ta có thể có một cái đo lường nào đó để biết được là bạn làm việc có tốt hay không. Thì cái KPI của ngành tuyển dụng nó cực kỳ nặng, và thường là công ty tuyển dụng rất là đẩy bạn, ép bạn làm việc thật là nhiều. Bởi vì tuyển dụng nó thật ra đơn giản thôi, là bạn gọi đủ số người, nói chuyện đủ với ứng cử viên thì sẽ tìm được một người ứng cử viên phù hợp với công việc, hoặc là bạn gửi nhiều CV cho client thì một lúc nào đó client cũng sẽ ok với một người mà bạn gửi, và phỏng vấn người đó, mà phỏng vấn nhiều đến nhiều số lượng nhiều đến mức nào đó thì họ sẽ chọn ra được một người mà bạn gửi cho người ta. Vì vậy nên nó là chủ yếu là phải cố gắng làm thật là nhiều. Vì vậy nên các công ty thường là sẽ rất là ép buộc tư vấn viên của mình làm càng nhiều càng tốt. Vì vậy nên mình nói là cái kỹ năng chịu được áp lực nó rất là quan trọng trong công việc này. Thứ hai á, là kỹ năng giao tiếp. Nếu như bạn là một người ù lì hay là sống quá nội tâm, không thích nói chuyện với người khác, thì đây không phải là công việc dành cho bạn. Nếu mà bạn thích nói chuyện với con người, thích giao tiếp với mọi người, thì đây là một công việc rất là tốt. Với lại bạn sẽ gặp được nhiều người rất là giỏi giang kiểu Eraito. Nên cũng mở rộng được cái mối quan hệ của mình. Thì mình thấy là cái điều này là một cái điểm tích cực trong cái ngành tuyển dụng. Bên cạnh đó mình thấy quan trọng hơn nữa là làm sao để phân bổ thời gian, làm sao để phân bổ công việc. Tức là một ngày đi làm thật ra bạn chỉ có 8 tiếng, nhưng mà vì nhiều người không biết phân bổ thời gian mà họ làm nhiều hơn, họ phải làm overtime. Họ khi về đến nhà rồi không buông bỏ được công việc, vẫn nhận email, vẫn gọi điện cho khách hàng, cho ứng cử viên để close deal kiểu như vậy. Thì mình thấy là thật ra nó không có cân bằng cho lắm, bởi vì đến một lúc đó bạn sẽ bị quá tải, bạn không có xử lý được áp lực nên sẽ rất là stress.
À, một kỹ năng nữa là kỹ năng giải quyết vấn đề. Thì nhiều người, rồi nói chung là từ khi mình vô công ty, mình không không biết là bao nhiêu lần mình thấy là người ta khóc, người ta gục ngã trong công việc bởi người ta không có xử lý được vấn đề. Khi mà có một vấn đề xảy ra, thường vấn đề lúc nào cũng xảy ra trong tuyển dụng hết. À, khi mà có vấn đề xảy ra thì thường là người ta không tập trung vào cách giải quyết, mà người ta cứ nghĩ là trời ơi tại sao khách hàng lại la mình, hay là tại sao ứng cử viên lại trách mình, hay là tại sao ứng cử viên lại biến mất, lại không đi làm, kiểu những câu chuyện đơn giản như vậy thôi nhưng mà sẽ rất là stressful nếu mà bị chửi. Thì làm thế nào để chỉ tập trung vào cách giải quyết vấn đề thay vì tập trung vào cảm xúc tiêu cực khi bị chửi á? Thì đó là một cái kỹ năng mềm rất là cần thiết cho cái ngành tuyển dụng. Thì mình nói dông dài vậy thôi, tại vì mình làm trong ngành tuyển dụng cũng khá là lâu rồi nên mình bắt đầu trong đầu mình nó nghĩ ra được nhiều cái tiêu cực. Nhưng thật ra nhìn chung thì mình thấy tuyển dụng cũng là một ngành tốt, bởi vì bạn có thể vào làm không cần kinh nghiệm mà lương cũng rất là ổn áp, mà làm lâu dài thì bạn có được nhiều cái mối quan hệ tốt cho cuộc sống của bạn và nó cũng rất là vui. Và đặc biệt là ở Nhật thì nó rất là quốc tế hóa, nó không bị quá thuần Nhật, trừ phi bạn nộp vào công ty cực kỳ nhiều. Thì mình thấy là đó là một cái môi trường rất là năng động, rất là nhạy bén nên mình thấy nó cũng thú vị cho những bạn nào mà đam mê thử thách. Rồi, làm sao để tìm được những cái công việc này? Thì một cái đặc thù của ngành tuyển dụng là bạn rất là khó mà chỉ nộp CV lên một cái trang web nào đó rồi người ta tự tìm bạn rồi dụ, ví dụ khuyên bạn là vào ngành tuyển dụng. Ngành tuyển dụng nó hơi đặc thù như vậy, thường những ngành khác là bạn chỉ nộp CV rồi sẽ có người gọi điện cho bạn. Tuyển dụng á, dễ nhất á, là bạn phải tìm một công ty bạn muốn vào xong rồi nộp trực tiếp vô công ty đó, hoặc là bạn chọn một công ty bạn muốn vào xong bạn tìm một người nào đó đang làm việc ở công ty đó và bạn xin người ta refer bạn vào, xin người ta giới thiệu bạn vào. Bởi vì thường á, bất kỳ công ty nào, không chỉ là công ty tuyển dụng, họ luôn luôn có một cái cấu trúc cho nhân viên của mình nhận được một phần tiền nhất định, một phần phí nhất định nếu người đó có thể giới thiệu một người bạn bè hay là một người quen nào đó vào làm. Chính vì vậy nên đôi khi dù là mình không biết cái người đó, mình vẫn có thể liên hệ với người ta. Dễ nhất là lên LinkedIn. Thì lên LinkedIn á, lúc trước mình có làm một video clip làm sao để tạo tài khoản trên LinkedIn đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục chia sẻ nhiều hơn là làm sao để liên hệ với mọi người trên LinkedIn. Thì bạn có thể vào cái công ty xong tìm cái phần con người, phần people, những người trong công ty đó, xong rồi tìm một người nào mà ví dụ như có liên kết với bạn, ví dụ như học cùng chung trường đại học ngày xưa, hay là cùng quốc tịch, hay là giống như một người nào đó bạn thấy là dễ gần có thể nói chuyện được thì bạn có liên hệ với họ, xong rồi bạn chia sẻ là mình muốn nộp vào công ty này, xong rồi nếu mà được đó, thì bạn có thể refer mình vào hay không, hay là mình có thể nói chuyện với bạn. Giống như là thường á thì một số người bận rộn thì họ cũng lờ đi cái email của bạn trên LinkedIn à, một số người họ đang giống như là rảnh rang hay là họ cũng rất là thích cái chế độ referral của công ty thì họ cũng có thể là liên hệ với bạn và xem coi là họ có thể giới thiệu bạn vào công ty. Thì nếu mà bạn vào làm qua được cái thời gian tuyển dụng á, không phải thời gian thử việc qua được thời gian thử việc á, thì cái người mà giới thiệu bạn vào sẽ nhận được một cái phần phí nhất định. Thì nói như vậy thôi, không có nghĩa là mình đang dụ các bạn vào ngành tuyển dụng, vậy nên các bạn cũng không có cần phải reach out mình trên LinkedIn. Hiện giờ mình đang nghỉ đẻ nên mình cũng không có liên hệ với mọi người trong công ty nên cũng không có giới thiệu các bạn vào công ty hay gì được đâu, nên cái video này không có phải là để gọi là dụ khỉ chào mời mọi người đến công ty của mình, thì nó không phải như vậy. Mình chỉ là muốn chia sẻ với các bạn là đây là một cái cách rất là trực tiếp để tìm một người nào đó trong công ty mà bạn muốn vào, xong rồi hỏi coi là người ta có thể refer bạn vào được hay không. Thì mình nghĩ là trong công việc á, một cái điều mà ngành tuyển dụng nó dạy mình á là trước khi mà bạn hỏi người ta, xin người ta một cái điều gì đó thì cái câu trả lời luôn luôn là không. Có nghĩa rằng á là mọi thứ nó đều là không, mọi thứ nó đều là tiêu cực, mọi thứ nó đều là con số không, cho đến khi mà bạn hỏi một ai đó, mặc dù là bạn thấy mắc cỡ, mặc dù là bạn thấy là trời ơi làm sao mà người ta có thể đồng ý với cái nhu cầu, cái yêu cầu của mình được, thì đôi khi á bạn hỏi người ta rồi bạn mới biết là người ta trả lời là yes hay là no. Thì cái nếu mà mình cứ ái ngại hoài mình không hỏi á, thì luôn luôn á cái kết quả nó vẫn là zero thôi mà, nên hỏi cũng không có mất mát gì. Chịu khó quê quê hỏi người này hỏi người nọ một tí xíu á, thì đôi khi bạn lại gặp được quý nhân giúp đỡ bạn trong công việc thì sao. Thì đó là một trong những cái cách rất là hay để bạn có thể kết nối với mọi người trên LinkedIn và tìm xem là có ai có thể giúp đỡ bạn trong công việc hay không, thay vì là các bạn nộp CV khắp nơi tứ phía một cách mù quáng.
Thì các bạn có thể thử cái đó. Rồi, video clip của mình hôm nay tạm thời chỉ như vậy thôi. Tiếp theo thì mình sẽ dụ Nono để làm một video clip tương tự về ngành IT mà hiện giờ Nono đang làm. Cụ thể là làm cái gì, rồi nộp vào như thế nào. Thì mình nghĩ là nó sẽ giúp ích được rất nhiều cho nhiều bạn kỹ sư IT bên Nhật. Hy vọng là các bạn thấy video clip này bổ ích. Bye bye mọi người.